xin chào các bạn hôm nay thì hồi sáng này thuận thức dậy thì thuận nhận được rất là nhiều những cái thông tin liên quan tới là Warren Buffett mua vàng thì thông tin này dẫn đến là có rất nhiều người trên những mạng xã hội những trang web thì đưa ra những cái bài viết những cái lời phát biểu nói là nếu như mà Warren Buffett đã mua vàng thì khi nào Warren Buffett mới mua bitcoin btc tại vì nhiều người vẫn cho bitcoin là một loại vàng điện tử và các bạn thấy được là giá cả của bitcoin trong thời gian gần đây thì có cái sự tương quan rất là mật thiết đối với được cái giá cả của vàng nhưng mà trong video này tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu hơn về cái vấn đề này tại vì cái tiêu đề là Warm Buffett mua vàng thực tế này cũng không hẳn là đúng. Tại sao tôi sẽ chia sẻ những cái chi tiết và ngày hôm nay đã là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ ngày 15 tháng 8 ở Việt Nam Lúc mà các bạn xem video này thì đã là ngày 16 tháng 8 ngày Chủ nhật Thì tôi cũng hy vọng là các bạn đã có một cái cuối tuần vui vẻ Chúng ta bây giờ hãy nói về cái thông tin liên quan tới Warren Buffett thì ai cũng biết Warren Buffett là một cái tỷ phú đầu tư rất là nổi tiếng Và có rất là nhiều những cái câu nói mà nhiều bạn lặp lại rất là nhiều lần Và các bạn thấy được là công ty Berkshire Hathaway Có nghĩa là công ty của Warren Buffett Thì từ tháng 4 đến tháng 6 đã bán đi rất là nhiều những cái cổ phiếu của nhiều công ty Thì tại sao? Tại vì liên quan đến tầm nhìn của công ty Berkshire Hathaway về tình hình của thị trường tài chính trong tương lai sau khi dịch bệnh là như thế nào thì các bạn thấy được là thông tin càng ngày chúng ta càng nhận được nhiều hơn là những cổ phiếu nào đã được bán tại vì cái thông tin được đưa ra từ cái hồ sơ mà khai báo cổ đông hàng quý của công ty Berkshire Hathaway đã được đưa ra thì Warren Buffett đã bán hết tất cả cổ phiếu của hãng hàng không đây là một điều cũng không có gì gọi là quá bất ngờ tại vì chúng ta cũng đã nói tới hồi tháng 3 sau khi mà dự định xảy ra thì nhanh chóng Warren Buffett đã đưa ra cái quyết định là sẽ bán hết những cổ phiếu hãng hàng không à, không giữ lại bất cứ một cái hãng hàng không nào trong cái danh mục đầu tư của công ty Berkshire Hathaway nhưng mà chúng ta lại nhận được thêm những thông tin đó chính là công ty Berkshire Hathaway cũng bán luôn rất là nhiều những cổ phiếu của những công ty liên quan đến thị trường tài chính như là các bạn thấy là ngân hàng đầu tư nổi tiếng Goldman Sachs thì bây giờ là tất cả cổ phần của Goldman Sachs trong tay của Warren Buffett đã bán hết tất cả có nghĩa là bây giờ là công ty Berkshire Hathaway không lưu trữ bất cứ một cái uh, cổ phần nào của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs theo đó nữa là giảm luôn cái số lượng cổ phần của công ty JP Morgan Chase nghĩa là ngân hàng Chase mà chúng ta thường hay nói tới đã giảm đi là 61% của tất cả cổ phần và cùng với đó là những ngân hàng khác như là ngân hàng Wells Fargo cũng bị giảm và nhiều công ty khác thì tại sao Warren Buffett lại giảm đi rất là nhiều những cái cổ phần của những ngân hàng thì tôi nghĩ là có thể là liên quan đến việc là Warren Buffett nghĩ là trong thời gian tới đây chúng ta vẫn chưa thực sự là trải qua cái thời kỳ đi xuống của thị trường tài chính có nghĩa là nếu như mà cứ tiếp tục thì Warren Buffett lo ngại là về việc là sẽ có nhiều cái nợ cho hình nợ xấu, tại vì người dân không thể trả tiền nợ được, khiến cho ảnh hưởng tới ngân hàng, cho nên ông ta bây giờ là bán hết những cổ phần của ngân hàng chỉ giữ là một phần nhỏ. Nhưng mà cái điều mà nhiều quan tâm tới nhất, đó chính là thông tin mà chúng ta sẽ nói tới trong video này, đó chính là việc là công ty Berkshire Hathaway thì họ nói là họ chỉ thêm một cái danh mục đầu tư duy nhất trong thời gian này, đó chính là công ty Barrick Gold. Thì công ty Barrick Gold này là một cái công ty khai thác vàng có trụ sở tại Canada và các bạn thấy được đầy giá cổ phiếu giao dịch gần như là song song với giá vàng có nghĩa là các bạn thấy được là đây là một công ty khai thác vàng cho nên giá cổ phiếu đi lên đi xuống thì tùy theo là thị trường vàng là lên hay xuống tại vì đương nhiên thị trường vàng mà đi lên có nghĩa là có nhiều nhu cầu cho vàng thì những công ty mà khai thác vàng họ sẽ có giá hơn đó là lý do tại sao mà cái giá cổ phiếu của công ty Gold với lại vàng là hai cái giá này sẽ đi song song với nhau nhưng mà cũng không hẳn là 1 trên 1 các bạn thấy là chỉ là lỏng lẻo nhưng mà vẫn đi song song với nhau thì các bạn thấy được là cổ phiếu của công ty Barrick Gold, công ty mà Warren Buffett mới vừa mua thì các bạn thấy được là đã tăng vọt trong năm nay là 30% trong khi mà lúc mà những nhà đầu tư ai cũng đang quan mang về tình trạng liên quan tới thiên tài chính là sẽ như thế nào cho nên họ tìm một nơi chưa yên an toàn vì lý do đó các bạn thấy được đã có một cái nguồn tiền lớn đẩy vào thị trường vàng khiến cho giá vàng đã phá đỉnh cũ lập đỉnh mới rất là nhiều lần các bạn thấy được là giá vàng đã qua khỏi 2.000 đô trong thời gian chỉ có là cái tây khoảng chừng là một hai tuần bây giờ cho các bạn thấy là giá vàng đã đi trở xuống là khoảng chừng một 900 mấy nhưng mà vẫn còn rất là cao so với cái giá vàng từ đầu năm nhưng mà từ đầu năm cho tới bây giờ thì cái phần trăm tăng trưởng của cổ phiếu của công ty Bergo còn hơn cả vàng thì một trong những điều mà nhiều người cảm thấy là khó hiểu ở đây đó chính là cái điều mà Warren Buffett đầu tư vào công ty vàng thì đây là một điều mà nhiều người cho là không có phù hợp với đây những cái triết lý đầu tư mà Warren Buffett đã nói tới từ trước cho tới bây giờ tại vì mình thấy được là nhiều lần khi mà nhiều người đề nghị là Warren Buffett đầu tư vào vàng thì Warren Buffett lại bác bỏ vấn đề này cảm thấy là vàng không phải là một mảng đầu tư mà người ta có hứng thú tại sao Tại vì đối với Warren Buffett thì vàng là một cái loại đầu tư mà không sinh ra lợi nhuận Cứ nghĩa là ông ta nghĩ là mua vàng chỉ có thể đem cất đi Không sinh ra được lợi nhuận hàng tháng hàng năm Thậm chí là các bạn cần phải bỏ tiền ra để mà bỏ về vàng Cho nên vì lý do đó Warren Buffett không có thích đầu tư vào vàng Nhưng mà các bạn thấy được là lần này thì Warren Buffett đã đầu tư vào công ty Barrett Gold thì nhiều người có thể nói là có phải là Warren Buffett à, đã thay đổi suy nghĩ của mình về vàng hay là không và sau này có thể là ông ta sẽ thay đổi cách nhìn của mình về BTC, và Bitcoin tại vì ông ta nghĩ Bitcoin thì cũng như là vàng là một cái loại mà đầu tư mà còn không thể sinh ra lợi nhuận được. Ông ta không hiểu và cũng không quan tâm đến BTC đã nhiều lần chỉ BTC à, là một cái liều thuốc độc. Nhưng mà các bạn thấy được là việc mà Warren Buffett đầu tư vào vàng cũng không hẳn là đúng tại vì điều mà Warren Buffett đầu tư vào công ty Berkshire Hathaway, đầu tư vào mà chúng ta đang nói tới đó chính là công ty đạo vàng chứ không phải là vàng có nghĩa là công ty đào vàng vẫn là một công ty mà có chiến lược đầu tư có thể chia lợi nhuận các bạn giữ cổ phần khi mà công ty có lợi nhuận và có thể để chia cổ tức cho các bạn cho nên vì lý do đó việc mà Warren Buffett đầu tư vào công ty đào vàng cũng không hẳn là đi ngược lại với những gì ông ta nói tới trước đây tại vì các bạn thấy được là chỉ cần sinh ra lợi nhuận thì cổ phiếu công ty đào vàng không phải là một tài sản không sinh lời cho nên vì lý do đó việc mà Warren Buffett đầu tư thì không có gì gọi là quá bất ngờ thì điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây là Warren Buffett không đầu tư vào ketchup nhưng mà ông ta đầu tư vào công ty Kraft Hands Ông ta không đầu tư vào vàng, ông ta đầu tư vào những người đào vàng, ông ta không đầu tư vào dầu, ông ta đầu tư vào những nhà sản xuất dầu. Đây mới là điều mà các bạn cần phải biết cái sự khác biệt uh, giữa dầu và cái công ty sản xuất dầu, giữa vàng và công ty đào vàng, uh, giữa công ty làm ketchup và ketchup cho nên các bạn thấy được là sau này thì đương nhiên là hoàn toàn có thể là Warren Buffett có thể đầu tư vào một công ty một cái xưởng đào Bitcoin nhưng mà không hẳn là ông ta tin vào BTC. Tại vì thấy được đây là hai điều hoàn toàn khác nhau. Xưởng đào Bitcoin là một cái công ty họ vận hành theo một cái chiến lược đầu tư thì đương nhiên là có ban lãnh đạo, có chiến lược đầu tư thì khi mà có lời thì cổ đông đương nhiên là sẽ nhận được cổ tức từ công ty đó. Không hẳn là cần phải đến từ Bitcoin. Cho nên các bạn thấy được là điều mà Warren Buffett được nói tới ngày hôm nay liên quan tới đầu tư vào vàng là không hẳn là đúng sự thật chỉ là ông ta đầu tư vào một công ty đào vàng đương nhiên nhiều người sẽ nói là Warren Buffett đầu tư vào công ty đào vàng thì nên ông ta tin tưởng vào vàng chứ nếu như không thì tại sao lại đầu tư vào công ty đào vàng tại vì các bạn thấy được là nếu như vàng tăng trưởng thì nhu cầu tăng lên thì công ty đào vàng sẽ có giá trị hơn nếu như mà vàng không tăng trưởng thì giá trị công ty đào vàng sẽ đi xuống thì cổ phần sẽ đi xuống thì ông ta đầu tư vào công ty đào vàng đương nhiên là tin tưởng vào vàng thì nhiều người cho là Warren Buffett ít nhiều gì cũng đã thay đổi một số suy nghĩ của mình về thị trường vàng Đúng hay sai thì chúng ta hãy xem sau này nhưng mà cái một cũng nên nhớ là trong đầu tư thì có một câu nói đó chính là không có kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn có nghĩa là các bạn thấy là ngày hôm nay thì Warren Buffett có thể là chỉ trích Bitcoin có thể là nói xấu về Bitcoin nhưng mà không nghĩa là sau này ông ta không đầu tư vào Bitcoin nếu như mà điều đó thực sự mang đến lợi nhuận đó chính là tâm lý của người đầu tư các bạn thấy rất rõ ràng là năm 2018 hầu hết tất cả những ngân hàng các bạn có thể nói là một những ngân hàng mà liên tục chỉ trích BTC đó chính là ngân hàng JP Morgan Chase à, CEO đó chính là Jamie Diamond đã liên tục gọi Bitcoin là một cái uh, Sự lừa đảo, gọi Bitcoin là một cái công cụ dùng trong những cái việc phạm pháp Nhưng mà bây giờ thì như thế nào? Các bạn thấy được là Công ty JP Morgan Chase uh, Đã bắt đầu cung cấp dịch vụ cho những cái công ty mà cung cấp dịch vụ trong uh, lĩnh vực crypto Cho nên các bạn thấy được là chỉ cần có lợi ích thì những người đầu tư họ sẽ làm không liên quan gì đến việc là họ có tin hay là không có tin về cái mảng đầu tư đó là có giá trị hay là không có giá trị họ chỉ đơn giản là chỉ nghĩ về cái việc lợi nhuận khi mà đầu tư vào một mảng đầu tư nào và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến cái vấn đề này mà nghĩ sao thì các bạn hãy comment ở phía dưới video này và nếu như các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và đương nhiên tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như các bạn muốn theo dõi thuận khác video trên những cái mạng xã hội để nhận được những thông tin mới nhất thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái link chính thức như là link của Facebook, Twitter hay là Telegram và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia một, một thằng giao dịch nào, các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital như là ưu đãi của sàn Margin FX. Tham gia vào sàn FX thông qua link của Thuận Capital các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tính hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể tham gia vào sàn Margin Bybit, sàn Binance, sàn Coinbase, sàn BlockFi. Đương nhiên, tham gia vào trading crypto thì có rất nhiều nguy hiểm cho nên không phù hợp với những bài nào mà không chấp nhận nguy hiểm cao và nhất là những bài nào mà tham gia vào trading margin thì nguy hiểm lại càng cao hơn cho nên các bạn cần phải suy nghĩ kỹ trước khi mà tham gia vào trading crypto và thuận sang gặp lại các bạn trong video kế tiếp theo. tạm biệt các bạn